Đến dịp Tết thì anh em sẽ thiên về cây hoa quả và kiểu cây nó có đặc điểm nổi bật. Ví dụ như hoa có thể là hoa anh đào, hoa mộc này, còn chơi cây quả thì có thể là táo, hồng, nho, lê. Chúng tôi thì là có rất là nhiều mẫu mã và chủng loại cây đa dạng khác nhau từ Việt Nam, từ nhập khẩu ở nước ngoài. Ví dụ như Nhật Bản, Trung Quốc.